Hoàng xin kính chào mọi người đang xem video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Hôm nay sẽ là một miếng đất gần một công nằm tại vị trí là khu phố Sơn Cư, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại là chính chủ đang kẹt tiền, cần tiền gấp để chữa bệnh nha. Vì thế đành đoạn ra đi luôn miếng đất này để xoay sở nha anh chị. Miếng này ngày hôm nay thì Hoàng nghĩ là phù hợp với anh chị cô chú nào đang tìm đất tại trung tâm của thị xã Hòa Thành. Với diện tích là tương đối vừa như thế này, gần một công đất để lập vườn, làm khu nghỉ dưỡng nha. Đây là cái đường ra của lô đất mình nha anh chị. Ngoài kia là bắt đầu nhà cửa dân cư rồi anh chị. Lô mình sẽ là lô thứ hai trong nguyên một dãy lô đã hình thành nên các hàng rào. Thế đất cũng rất là đẹp, không thua kém gì cái lô của mình ngày hôm nay. Ngoài kia là cái đường ô tô vào được nha. Và ngoài ra là nguyên cái đường kinh, thông hai đầu hết. Leo lên đường nhựa cũng khá gần nha, khoảng độ 200-300m thôi. Rồi, đất của mình ngày hôm nay là nguyên một cái đám đang trồng đậu bắp này nè anh chị. Còn cung đường này chạy vào bên trong, hàng loạt các miếng đất cũng tương đương với diện tích của mình, đã có chủ hết rồi nha. Và bên kia thì là một nguyên một khu lớn của một chủ, cũng chuẩn bị sắp tới sẽ lập khu nghỉ dưỡng đấy. Cung đường trước lô đất của mình ngày hôm nay là đường 4m nha. Tuy nhiên thì theo sự chia sẻ của chủ thì đối diện với đất của mình, chủ bên kia cũng sắp tới sẽ bỏ ra thêm vài mét nữa để cung đường sẽ rộng hơn như thế này. Như thế này thì ô tô đã vào được tới tận đất rồi, chứ chưa hẳn cần bên kia mở nha. Đây là cái trụ phân ranh đầu tiên. Và trước khi đi vào quay chi tiết thì xin mời anh chị xem sổ sách giấy tờ của lô đất này nha. Vị trí nằm tại là khu phố Sơn Cư, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 991m2. Hiện trạng sử dụng đất là đất chuyên trồng lúa nước. Tuy nhiên thì cái nền đất đã gò rồi, kế cận khu dân cư. Và Hoàng cũng đã kiểm tra quy hoạch đất này. Đất này thuộc trong quy hoạch là đất nông nghiệp, có thể chuyển đổi mục đích lên đất trồng cây bình thường nha. Còn lên thổ cư thì chưa phủ hồng. Tiếp theo, đây là hình dạng thửa đất này chị. Cái mặt tiền hiện tại bên ngoài lô đất mà đầu video Hoàng quay đó là đường xá rõ ràng, cũng như là các lô đất của hàng xóm kế bên của mình. Thì cung đường này hiện tại là cung đường đi chung và có giấy tờ đàng hoàng luôn nha, chưa thiên tỷ trên sổ thôi. Nguồn gốc xa xưa, đây là nguyên một lô đất lớn và chính chủ phân ra từng lô nhỏ như thế này để chia sẻ lại cho các anh chị có nhu cầu mua nè. Đó, cho nên là đường xá thì vẫn còn là đường đi chung. Mặt tiền lô đất đầu video Hoàng đứng là quay về hướng Tây Nam, là góc bên trái màn hình đó anh chị. Đó là mặt tiền đất. Thì cộng theo chiều dài tiếp giáp với cái đường hiện trạng bên ngoài là 20m rưỡi, cũng như là trên sổ. Hai cạnh dày xuống, một cạnh là 46m85, cạnh còn lại là 46m35. Hậu đất là 21m88 nha. Đó, nó hậu hơn so với mặt tiền là khoảng 1m rưỡi lần anh chị. Nhìn chung thì đất tại vị trí là phường Long Thành Bắc như thế này là khá đẹp rồi. Chỉ có vấn đề là đường xá nè và chưa chuyển đổi mục đích lên thổ cư được thôi. Vì thế thì cái giá bán cũng tương đối là hợp lý để mọi người có thể là mua để dành làm tài sản cho con cái của mình, hoặc là có thể trồng trọt chăn nuôi trên đây, hoặc xây nhà tiền chế là chuyện bình thường nha. Hoàng nhắc lại một lần nữa là mặt tiền đất quay về hướng Tây Nam nha mọi người, bên góc trái màn hình đấy. Đây là thực tế bên ngoài. Cái trụ gần khúc xe Hoàng đậu đó chị. Đó, có cái trụ ngắn ha. Từ bên đó kéo dài qua tới bên đây là 20m rưỡi. Dài xuống là 46m3. Hậu là gần 22m. Tới cái trụ bên đây nè chị, sát ranh với đất nhà người ta ha. Vậy lên là 46m3 để hình thành nên tổng diện tích đất là 991m2. Ngoài kia là bắt đầu cung đường đất nối liền lên đường nhựa anh chị. Nhà cửa quay ra rất là nhiều. Ngoài đó thì phủ hồng rồi ha. Còn chỗ mình vẫn là quy hoạch đất nông nghiệp, đất trồng cây. Chỗ này thì di chuyển về trung tâm thị xã Hòa Thành, ngay chợ Long Hoa và Tòa Thánh Tây Ninh là khoảng độ 1,5 cây số thôi, khá là gần. Còn di chuyển trên đường Sơn Cư, đường liên huyện đó, qua địa phận xã Bầu Năng là khoảng 2 cây số. Đây trụ phân ranh của mình nè. Từ đây thì sẽ kéo thẳng xuống cái hàng trụ ở phía sau đó, hậu nè, và dài lên. Bên đây thì được một mặt hàng rào chỉnh chu rồi ha. Còn đây là mặt tiền đất của mình. Từ đây chạy ra cái đường bên ngoài anh chị là khoảng độ 100m ha. Ngoài đó có nhà luôn đấy. Đường thì ô tô vào được nè, ngoài kia cũng có đường nước nữa. Quẹo sang phải là lên nhựa, quẹo sang trái cũng lên đường nhựa luôn nha. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái phần mặt tiền cho anh chị xem lần nữa. Kéo dài lên đến là 20m rưỡi nha. Cảnh vật thì rất là yên bình và đơn thơ. Mặc dù là đất của mình là tại khu vực đô thị nha anh chị, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là các khu nghỉ dưỡng của hàng xóm kế cận nè. Từ lô đất của mình đi vào bên trong chắc Hoàng nghĩ còn khoảng độ 4-5 hộ nữa đấy. Người ta đã xây hàng rào và làm cổng chỉnh chu hết rồi. Còn đây là nguyên một động của một chủ nè chị, rất là rộng luôn.
có thể tính hàng mẫu đấy. Nào, tiếp tục lô thứ hai nè. Anh chị thấy hàng rào xây rất là kiên cố ha. Cổng rào bài bản. Bên trong kia thì còn hai lô nữa. Nếu mà lô đất của mình có điều kiện thì anh chị xây hàng rào như thế này. Ra thế đất cũng đẹp y chang như vậy nha. Ngang với đường chứ không thấp hơn. Đường thì được cải tạo rải đá đàng hoàng hết rồi. Rõ ràng lộ giới hai bên. Đây một lô đất trống lớn nữa nè chị. Đấy. Hầu lô nào lô nấy đều bằng nhau. Đó là lô cuối cùng rồi. Rồi, đó là hiện trạng đất, sổ sách giấy tờ. Hoàng cũng đã phân tích kỹ các ưu nhược điểm trên lô đất này. Giá cả thì phù hợp với cái thế đất hiện trạng nha. Bây giờ thì từ vị trí lô đất, Hoàng sẽ di chuyển ra ngoài cung đường nhựa và chạy một đoạn trên cung đường liên huyện Sơn Cư cho anh chị tham khảo dân cư, đường xá. Đây, qua khúc này, đây tiếp tục vẫn là cái đường nha anh chị, để dẫn thẳng ra đường chính bên ngoài. Và bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá ngày hôm nay mà chính chủ đang kẹt tiền cần bán gấp với giá trị mỗi mét ngang chỉ có 40 triệu một mét ngang thôi anh chị. Đó. Đất tại thị xã Hòa Thành mà cái giá tương đương với khu vực vùng ven của huyện ngoài cũng hợp lý thôi ha. Vào cái thế đất nè, đường xá và lên thổ cư thì Hoàng thấy như thế này là anh chị có thể mua để lập vườn, trồng cây ăn trái hoặc là làm nhà tiền chế, làm trang trại nghỉ dưỡng được rồi. Còn nếu mà điều kiện sau này được cập nhật đường và lên thổ cư nữa thì thật sự quá là tuyệt vời rồi. Ra tới đây là bắt đầu khúc này, sau này sẽ là một cung đường nhựa lớn nha anh chị, thông qua các xã của thị xã Hòa Thành này. Rồi, mình đã leo lên được cung đường nhựa. Hoàng xét lại thông tin lô đất là ngang 20m5, về xuống 46m3, nở hậu gần 22m, tổng diện tích là 991m2, gần một công đất, nằm tại khu phố Sơn Cư, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Giá trị bán mỗi mét ngang tính theo phần mặt tiền là 40 triệu một mét ngang. Vậy thì mình nhân cho 20,5 m phần mặt tiền, tổng giá trị lô đất này ra sẽ là 820 triệu nha anh chị. Ngoài ra thì giá này vẫn còn thương lượng bất lập chính chủ. Bên trái của mình là nguyên một cái khu nghỉ dưỡng gần như là lớn nhất ở đây rồi đấy. Và phía sau khu nghỉ dưỡng này thì là lô đất của mình rồi. Sẵn đây thì rút kinh nghiệm những video trước, Hoàng cũng thông báo cho thông tin cho những anh chị chưa nắm được thị trường khu vực thị xã Hòa Thành Tây Ninh này và chưa đừng đi tham khảo thực tế tại khu vực này. Mỗi chỗ đều có khung giá trị khác nhau, tùy theo thế đất, tùy theo quy hoạch và hiện trạng như thế nào. Miếng đất nào cũng có giá trị của nó cả, chứ không có miếng nào là cho không nha anh chị. Vì thế anh chị nếu mà có xem những đất như thế này thì cũng thiện chí, thông cảm và bình luận văn minh lịch sự. Điều đó sẽ là động lực lớn nhất để cho Hoàng tiếp tục có tinh thần và điều kiện để đi tìm những miếng đất ngợp giá rẻ để cho quý anh chị đầu tư hoặc là mua để an cư tại tỉnh Tây Ninh này nha. Và cuối cùng thì anh chị nào thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng nè, tầm tài chính và hữu duyên trên miếng đất này cũng như là giúp chủ trong giai đoạn khó khăn thì xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139. Hoàng sẽ hướng dẫn anh chị xem tận đất và gặp trực tiếp chính chủ để làm việc lúc này. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.